con là Maria Diễm Nhi, con 37 tuổi, con ở quận 8. Con chào mọi người, con của Chúa, và con chào cha Diêm Sen. Năm năm về trước là ngày sinh nhật của chồng con, thì con có xin Chúa Giêsu là cho con một đứa con gái. Và hôm nay là ngày sinh nhật của con, thì con lên con cảm ơn Chúa là con Chúa đã nhận lời con. Và bây giờ con của con đã được 5 tuổi. Và các con của con, hai con trai của con cũng mới được Chúa chữa lành hết những cái chân bệnh ngoài da. Và con cảm ơn Chúa rất nhiều. Cảm ơn cha Long đã luôn đồng hành và cho chúng con được lắng nghe lời Chúa. Và con mong là cha đừng có chết. Tôi chết là bình thường, không chết mới là lạ, phải không? Còn chết là bình thường, anh chị em tưởng tượng coi, ngày nào cũng làm việc quần quật như thế này, chỉ có chết sớm thôi, không thể sống nổi đâu. Thưa chị em, giá mà cơ sở nó vững chắc, nó ổn định, rồi giá mà mọi cái phương tiện nó có sẵn, chỉ đến giờ là ở trong phòng máy lạnh bước ra mà có lễ, làm lễ, lễ xong rồi đi vô, sướng không? Nếu mà mọi cái nó ổn định hết, có chắc người ta có đến không? Lại không. Nó nghịch lý như vậy đó, thưa anh chị em. Cho nên là cứ từ sáng là cứ quần quật lo vệ sinh, lo bàn, lo ghế, lo sóc chỗ ngồi, lo dọn bàn thờ, kiểm kiếp, rồi thì tưới tắm đủ thứ hết. Mà bây giờ đang lễ cô vẫn còn lo. Mỗi lần lễ mà thấy mưa lại lo, lo vì nó giọt. Nắng có lo không? Lo vì bà con ngồi nắng quá không đủ dù che cũng lo, nắng cũng lo, mưa cũng lo, lúc nào cũng lo mà chẳng bao giờ no. Đây, tôi tặng cho cô một cái máy. Cảm ơn lời chúc của cô rồi. Tôi cũng hy vọng được sống cho đến khi chết. Tặng cô một cái một sách những lá thư xong gửi lòng thương xót Chúa. Rồi. Xin mời mời con.